Bạn đầu tư chi phí mua máy in hóa đơn cho cửa hàng với mong muốn quá trình thanh toán của mình được diễn ra nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn. Nhưng sẽ thế nào nếu đang thanh toán, máy in của bạn bị hết giấy in mà bạn không biết thay giấy in thế nào cho đúng? Trong video này, SapoJob sẽ hướng dẫn bạn 4 bước lắp giấy in hóa đơn một cách nhanh chóng, không làm gián đoạn quá trình thanh toán của cửa hàng. Bước 1. Chuẩn bị giấy in hóa đơn. Giấy in hóa đơn dành cho các máy in hóa đơn có hai loại chính. Giấy in nhiệt khổ K57 thường dùng cho những máy in hóa đơn dạng POT hay mini. Giấy in nhiệt khổ K80 thường dùng cho những máy in hóa đơn lớn. Tùy vào loại máy in hóa đơn, bạn cần chọn loại giấy in phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng cần chọn giấy in hóa đơn có chất lượng tốt như giấy in hóa đơn 4on giúp bạn bảo vệ đầu in, máy in được bền hơn và hóa đơn in ra cũng rõ nét, đẹp hơn so với các hóa đơn sử dụng giấy in không đảm bảo. Bước 2. Mở nắp máy in hóa đơn. Trước khi mở nắp máy in, bạn lưu ý cần phải tắt nguồn máy in hoặc rút điện để đảm bảo an toàn. Sau đó, mở nắp máy in. Có máy in nút nguồn sẽ nằm ở thân máy như máy APOS 220 này, hoặc có nhiều máy nút nguồn sẽ nằm ngay mặt trên của máy. Bước 3. Đặt cuộn giấy in mới vào trong máy. Bóc cuộn giấy in, đặt giấy vào trong máy in theo chiều ngửa lên. Sau đó, kéo một phần thừa của cuộn giấy ra ngoài và đóng nắp máy in lại. Có loại máy in sẽ có sẵn một thanh cuộn giấy in. Bạn có thể cho thanh cuộn vào giữa lõi giấy và lắp đặt. Thanh cuộn sẽ giữ cho form in của bạn được cân đối hơn. Lưu ý, giấy in nhiệt chỉ có một mặt in được, nên trong một số trường hợp bạn in hóa đơn không ra mực, thì có thể bạn đã lắp ngược cuộn giấy và bạn cần tháo ra lắp lại. Bước 4. Khởi động lại máy in và in. Sau khi hoàn tất quá trình thay giấy, bạn bật lại nút nguồn và tiếp tục tiến hành in hóa đơn cho khách hàng. Sau đây, SapoJob sẽ tiến hành in test hóa đơn từ phần mềm quản lý bán hàng. Trong màn hình bán hàng, chúng ta chọn thanh toán. Trong màn hình in, ta chọn lệnh in. Khi bạn thấy hóa đơn chạy ra và có đầy đủ thông tin đơn hàng như thế này, nghĩa là bạn đã hoàn tất quá trình thay giấy in hóa đơn thành công. Trên đây là 4 bước đơn giản giúp bạn có thể tự mình lắp giấy in hóa đơn một cách nhanh chóng. Hãy liên hệ với SapoJob ngay để được hỗ trợ.